Hello, hôm nay chúng ta sẽ sửa chữa một cái bo tủ lạnh Panasonic Inverter. Thì các bạn có thấy thì có cái đời này rất là thông dụng, là quen thuộc với lại chúng ta. Thì khi mà họ đem đến cho chúng ta thì các bạn thấy là trên những cái bo nó có những cái dùng nó là đổi màu. Thì các bạn thấy là nó, nếu như đổi màu thì phải có phát sinh nhiệt đổi màu. Thì các bạn thấy cái đời này Panasonic họ tiết kiệm về cái vấn đề mà nguyên liệu rất là cao. Tại vì sao nó cao? Rồi các bạn thấy là họ gắn những cái con IGBT, những con IGBT trên hẳn cái mạch luôn, rồi cái mạch. Nhưng mà cái đời này nó cực kỳ khó dò mạch các bạn nha, đây là cực kỳ khó dò mạch. Nếu như mà các bạn mà dò mà bằng gì, bằng mắt thường thì hoặc là hơn nó chúng ta nói rồi gọi là tiết chức, tức là trực tiếp. Mà nếu mà các bạn dò bằng trực tiếp bằng mắt thì rất là khó, cho nên các bạn phải qua những cái gọi là kính những cái kính đeo đầu hoặc là những cái kính phóng đại thì các bạn mới dò được cái đường mạch đó đi, chứ không thì các bạn rất là khó khăn và vất vả. Chứ không phải đơn giản để chúng ta muốn nói dò mạch là dò mạch đâu, cái đời này rất là khó. Ok, như vậy thì mình nói sơ qua, các bạn thấy là 6 con IGBT nằm trên đây, 6 con IGBT nằm đây. Thì cái này là cái đường dây cắm đà đốc, đây là cái đắt cắm đà đốc, các bạn thấy là CN201 cái đắt cắm đà đốc, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ điểm sơ qua, trước khi mà chúng ta tiến hành chúng ta sẽ sửa cái bo thì chúng ta phải điểm sơ qua xem cái bo này nó có bao gồm những cái gì chứ ha. Rồi ok, đây là cái rắc, đây là cái rắc. Rắc này thì chúng ta sẽ kết nối với gì? Hai con cảm biến ngăn đông, cảm biến ngăn mát, đúng không ha? Ok, cảm biến ngăn mát. Rồi tới là led và led, xong rồi tới gì? Tới quạt gió và điều khiển nhiệt độ. Thì những cái này thì những cái sơ đồ này thì ở đây mình có đủ cả. Thì khi nào các bạn học ở đây thì mình cho mấy bạn cái sơ đồ của nó luôn, hoặc là mình sẽ share cho mấy bạn trực tiếp ở trên video này luôn, xem cái sơ đồ của nó ha. Tuy nhiên về vấn đề phương pháp sửa chữa thì các bạn phải đi học thì sơ đồ của nó, để mình cho các bạn xem cái sơ đồ luôn. Đây chúng ta sẽ xem cái sơ đồ của nó. Thì trên cái điện thoại của mình thì nó rất là nhiều cái sơ đồ của nhiều hãng khác nhau, rất là nhiều các bạn nha, rất là nhiều, các bạn sẽ xem rất là nhiều cái sơ đồ. Bây giờ chúng ta xem cái Panasonic mình sẽ thuộc cái sơ đồ nào thì chúng ta sẽ vô cái phần Panasonic. Ok, Panasonic thì bên phần Panasonic thì có máy giặt tủ lạnh, máy lạnh, các bạn thấy không? Máy giặt tủ lạnh, máy lạnh, thấy không? Máy giặt nè, máy lạnh, tủ lạnh. Chúng ta vô phần tủ lạnh thì chúng ta sẽ thấy đây. Ok, đây là cái phần gì sơ đồ của nó đây các bạn. Đầu như vậy thì các bạn thấy là cái rắc này chúng ta thấy là 1 2 4 5 6 7 8. Đó, mình sẽ cho cái đèn này nó hơi chói, nó đèn nào chói vậy ta? Cái đèn này chói ha. Ok rồi, như vậy các bạn thấy là chân 1 2 3 4 1 2 là đây các bạn. Nếu như cái rắc mà nó nằm như vậy, nếu như cái rắc này thì các bạn quay cái ngàm vô người chúng ta thì bắt đầu đây chỉ số 1. Đó thì cũng đơn giản thôi, ở đây mình dạy mấy bạn hết 100% những cái này mình dạy mấy bạn hết, cho nên là khi mà chúng ta học mô hình hay gì đó thì đã dạy cho mấy bạn hết rồi. Như đây chữ số 1 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, cái ngàm bao nhiêu của chúng ta thì đây chữ số 1. Như là 1 2 là đây nè, 1 2 là cảm biến ngăn mát, được không? Rồi 3 4 là con cảm biến ngăn đông. Rồi tiếp tục là gì? 5 6 là công tắc của cái cửa máy của chúng ta. Chút nữa chúng ta sẽ thử cho mấy bạn xem, đúng không? Còn 7 8 là cái con led, con led để cho khi mà chúng ta mở cái tủ ra nó phát sáng. Rồi 9 10 là nó là motor, tức là cái gì các bạn, đó là cái quạt dạng lạnh. Còn tiếp tục là 10 11 12 13 14, đây ba chữ này nó sẽ ra cái nút điều chỉnh nhiệt độ của các bạn ha. Rồi như vậy các bạn thấy là đây là sơ đồ của nó. Vậy là cái bo Panasonic này muốn chạy được thì chúng ta phải gắn hai con cảm biến cho nó, một cái ngăn mát, cái ngăn đông. Thì chúng ta sẽ gắn cho nó thì thông thường thì cảm biến thì các bạn cũng biết là cảm biến của Panasonic thì các bạn có thể search Google thì các bạn thấy nó khoảng 1 kg mấy đó, thì chúng ta sẽ gắn cho nó còn 1 kg. Rồi chúng ta sẽ thử nó, đúng không các bạn? Các bạn lật ở đây. Như vậy thì các bạn thấy là đây chân 1 2 1 2 1 2 3 4, thì các bạn sẽ thấy đi. Thì cái mạch này á nó có hai tình huống. Một tình huống thứ nhất á là họ đem qua đây họ nó không chạy, nhưng mà mình thấy là cái con xe này họ hàng nát rồi, nhưng mà mình không hiểu là tại sao mà họ lại hàng nó không chạy hay lý do gì đó. Rồi chuyện thứ nhất, chỉ thứ hai, bo này học trò của mình nó cũng đo đạt qua, chỉ cho đo thôi chứ không có làm. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa nó nha các bạn nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử trước ha. Như vậy thì chúng ta còn một số cái chúng ta cần giải quyết nữa nè. Đây
Là đây là cái rác cho cái lốc à, mình hướng dẫn rất là tận tình và tỉ mỉ, mong các bạn xem từ từ, xem chậm chậm và các bạn có thể là nghe và các bạn có thể làm được nha. Rồi như vậy là đây là cái chạm ra cái lốc của chúng ta. Ở đây chúng ta có hai cái chạm hai chân à, tên là CN302. Thì cái chạm này là các bạn, cái chạm này để làm gì? Cái chạm này là cái chạm gọi là gắn cho cái tạc mít. Thì như các bạn đã biết rồi đó, nếu biết là khi mà một số cái máy lạnh đó, số mình một số cái lốc á, thì nó đưa xuống cái lốc chúng ta là tổng cộng là 5 giây, 5 giây. Như vậy một số bạn sẽ hỏi là gì, là 5 giây nó sẽ làm cái gì? Tại sao nó lại 5 giây mà không là 3 giây UV? Thì các bạn nên nhớ rằng là một cái bo tủ lạnh á, một cái bo tủ lạnh khi mà nó muốn xuống cái lốc, nó xuống cái lốc á, thì nó như vậy nè các bạn. Ở dưới cái lốc chúng ta là ba cuộn dây. Ở chúng ta chỉ vẽ tượng trưng thôi nha, tùy theo lỗi góc nó sẽ có hình thức khác nhau. Đây là UV đúp. Rồi nó sẽ đưa xuống cho chúng ta vô cái bo chúng ta à, cái bo chúng ta ghi là UV đúp, nhưng mà ở dưới nó sẽ ghi RST nha, tại mình ghi luôn như vậy cho các bạn xem. Rồi như vậy cái lốc khi mà nó sẽ có một cái con gọi là cái con sạc mít nhiệt à, khi cái lốc nó nóng lên thì nó sẽ ngắt. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng cái hai cái dây này đó, như vậy là tổng cộng đưa về cho cái bo chúng ta là tổng cộng là 5 dây nè các bạn, 5 dây đó, từ trong cái chạm nó đưa ra chúng ta là 5 dây, chính là lý do nó có ba là UV đúp và hai cái dây là cảm biến nhiệt. Như vậy thì cái cảm biến nhiệt này nó cái này gọi là cái tạc mít nhiệt. Như vậy cái tạc mít nhiệt khi mà cái lốc nó nóng lên thì nó sẽ ngắt. Như vậy các bạn thấy là à, đối với cái mạch này nó làm như vậy thì nó sẽ chạy như thế nào. Các bạn thấy là ngay chỗ cái đường nguồn 220 chúng ta muốn cắm điện thì chúng ta sẽ cắm điện 220. Đây chúng ta cắm điện 220, các bạn thấy là ba chân, thì có một chân là nó sẽ nối với, tiếp xúc với cái vỏ, thì các bạn bỏ chân ra, chân nó nằm đây, chúng ta bỏ ra. Vậy chúng ta còn lại hai chân nè các bạn, thì các bạn thấy đường điện nó chạy nè, đây đường điện nó chạy nè, các bạn nhìn để kỹ, mình vẽ cái đường điện chạy luôn cho các bạn xem để các bạn không phải khó khăn. Đây qua đây là cái cuộn L nha, cái cuộn L nó sẽ nối liền qua đó, bạn thấy chưa, nó liền qua rồi tiếp tục nó chạy nè, tới đây rồi đúng không các bạn, tới đây rồi nó sẽ chạy tiếp tục nè, lên đây đúng chưa. Rồi qua cái cổng kẽm đây, qua cổng kẽm rồi tiếp tục chạy ra đây, mình vẽ luôn cái đường điện cho nó chạy cho các bạn xem. Đây rồi các bạn thấy không, nó vô cái đặt mít đó, các bạn thấy được chưa, bạn thấy được chưa. Như vậy thì rồi như vậy thì nó chạy vô cái đặt mít. Như vậy các bạn thấy một điều là gì các bạn, đường điện nó tới đó nó sẽ bị ngắt ra à, nếu như mà tẹt mít chúng ta mà bị mở, nếu như tẹt mít chúng ta bị mở thì nó sẽ ngắt ra. Mình vẽ đậm lên cho các bạn xem đó. Đó còn cái đường điện thứ hai nè, đây cái đường điện thứ hai nè các bạn. Đó nếu như các bạn dùng cái đèn các bạn soi ngược à, bạn sẽ thấy chạy đâu. Đây cái đường thứ hai nè, đây nó qua cái cầu chì nè các bạn thấy không, nó qua cầu chì. Như vậy thì nó qua cầu chì, đây nó qua cầu chì, mình vẽ luôn đó, được chưa, cầu chì tiếp tục chạy đâu, chạy đây, đây là đường điện thứ hai. Một số bạn thì các bạn cứ theo dõi chậm chậm thôi thì các bạn sẽ làm được thôi, các bạn đừng có xem gấp nha. Một số bạn mình thấy xem video rất là nhanh đó, các bạn thấy không, nó lòn vô đây. Mình vẽ là mình vẽ có sách đến có chứng cho các bạn xem, chứ không thì các bạn sẽ nói mình là vẽ ẩu đúng không, vẽ ẩu đó, nó còn miếng nữa nè, nó vẽ luôn cho các bạn xem, được chưa. Rồi ok, rồi tới đây rồi các bạn xem nha, tới đây rồi nó chạy đây nữa nè, là vô chân của một cái cầu diode. Rồi đây cái cầu diode. Rồi như vậy các bạn thấy không, đường điện bên đây thì nó chạy vô cầu diode một đường, nhưng mà cái đường bên đây thì nó cần phải nối qua cái này thì nó mới chạy vô cầu diode. Như vậy thì cái đặt mít có nhiệm vụ là cái gì các bạn, khi mà nó chạy thì nó sẽ ngắt. Như vậy thì ở đường điện 220 chúng ta qua cầu chì rồi chưa, chạy vô cái chạm đặt mít. Đây cái chạm mà chúng ta cần nối đây, nó hai chân đây. Đây. Như vậy chúng ta cần phải nối, như vậy nó sẽ chạy vô chân của cầu diode. Đó. Cái chung quy của nó là như vậy đó các bạn. Đây là cái cầu diode nè. Còn lại hai chân. Là cộng trừ. Rồi, chúng ta mới đưa về bo. Đó, đây là chung quy của cái mà chúng ta cần để chúng ta suy nghĩ chỗ này. Được chưa? Như vậy thì qua cái bài hướng dẫn nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần dò mạch thôi. Mình nói với các bạn rất nhiều lần rồi, học sửa mạch chẳng gì khó cả,
chỉ có cái là chịu khó mà chúng ta xiên, chúng ta kiên trì, chúng ta dò mạch, chúng ta vẽ mạch ra để chúng ta giỏi mà thôi, chứ thật ra kêu khó thì nó không gì khó cả nha các bạn nha. Rồi ok, như vậy thì chúng ta thấy là rồi chúng ta sẽ nói nó lại à, chúng ta sẽ nói lại như vậy, chúng ta sẽ lấy một cái phòng zoom, chúng ta sẽ nói lại như vậy thì nó mới có điện gì vô cầu diode, như vậy chúng ta sẽ cấp điện cho nó nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp điện, mình hướng dẫn là rất là từ từ cho nên các bạn cứ việc theo dõi chậm chậm thôi, không cần phải nhanh. Rồi chúng ta sẽ cấp điện, cấp điện, rồi cấp điện vô đây rồi chưa, ok cấp điện vô. Một số bạn có cái chạm thì chúng ta cấp chạm, còn không có chạm thì chúng ta vẫn có thể cấp như vậy được ha. Rồi khi các bạn cấp vô thì các bạn sẽ đo đạt thông số nha. Bây giờ trước khi mà các bạn muốn đo đạt thì các bạn phải kê nó lên một cái gì đó cho nó tiện ha, để các bạn đo, không thì nó sẽ chạy. Rồi chưa, ok ha. Rồi như vậy các bạn sẽ đo đo điện ha. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái đồng hồ đo, chúng ta để ra, rồi chúng ta sẽ mở thang đo. Rồi chúng ta sẽ mở thang. Rồi, vậy là chúng ta mở đồng hồ, chúng ta đo xem đã có điện 300V chưa. Rồi, tính tiếp ha. Rồi, ok. Đây chúng ta đo thử xem có 300V chưa, thì các bạn để thang DC các bạn đo thử xem nha. Đây. Được chưa? Ok. 320 mấy, được chưa? Bây giờ các bạn mà muốn cho nó chạy, muốn cho nó chạy thì các bạn phải chờ chút xíu để cho nó xả tụ, hoặc là các bạn có thể dùng bóng đèn các bạn xả. Tại vì khi mà các bạn rút điện ra thì nó sẽ xả dần dần qua những con điện trở xả mạch ở trên bo. Đó, nó sẽ dần qua. Mà thế giờ khi nào nó hết điện thì chúng ta mới làm tiếp. Còn nếu như mà chúng ta cố tình chúng ta làm nữa mà lỡ chập ra hai đầu trụ này, nó sẽ sinh ra nổ cái bóp, hoặc nó chạm vô vi xử lý, nó sẽ làm chết cho vi xử lý các bạn. Các bạn phải chú ý cái chuyện này nha, đừng có mà làm nhanh, làm gấp, hoặc là làm gì đó thì phải rành gì đó thì mới làm được. Còn nếu như mà các bạn mà không rành của nó, các bạn làm nhanh thì là các bạn sẽ tự lãnh nạn. Như vậy thì các bạn thấy là trên cái bo này thì nãy mình cũng cho mấy bạn xem. Nếu cái bo này chạy được thì chúng ta cần phải đấu những cái con, gọi là những con giả, những cái con cảm biến ở trong máy thì nó mới chạy, còn không có cảm biến thì nó sẽ không chạy nha các bạn. Ok, rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy thì các bạn sẽ hỏi mình sẽ gắn như thế nào. Rất đơn giản, các bạn lật lại, các bạn hàng cho mình hai con điện trở vô thì các bạn hàng vô hai con điện trở cho hai vị trí cảm biến, thế là xong. Chúng ta thử nha, mình làm cho các bạn xem luôn, các bạn có thể tự làm cho mình chứ không cần phải nhất thiết phải đem cho thợ. Ok, ở đây mình có dạy nghề các bạn. Các bạn nào xem mà có muốn học nghề, các bạn thấy liên hệ với mình, số điện thoại là 0907 716 705, Zalo của mình là 0931157788 nha các bạn nha. Địa chỉ học của chúng ta là 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Một số bạn hay hỏi mình đó là cái câu hỏi là gì, học bao lâu và bao nhiêu tiền. Mình nói luôn, trong năm 2022 thì chúng ta học phí là 30 triệu nha các bạn nha. Học 30 triệu, khóa cấp tốc 3 tuần, khóa thường 3 tháng. Tuy nhiên khóa cấp tốc 3 tuần là những dành cho những bạn biết điện tử, còn khóa 3 tháng là những bạn chưa biết điện tử. Bạn nào học mà chưa hiểu được hết thì cứ ở đây làm phụ thầy sửa máy, chờ nào hiểu được thì về, chứ không nhất thiết là ở 3 tháng 3 tuần rồi mày về đi, không được nha. Như vậy thì mình dạy cho người ta để người ta sửa máy, người ta kiếm tiền mà chưa gì hết, người ta chưa biết sửa, mình đã cho người ta về rồi thì không được. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem xét nha. Khi mà chúng ta gắn hai con điện trở này rồi thì chúng ta sẽ cho nó chạy được. Đây mình sẽ hàng cho các bạn xem đó, thấy chưa, rất đơn giản à, 1 2 3 4 chúng ta hàng vô, thế là chúng ta xong hai con điện trở 1 ký. Ok, rồi như vậy các bạn không thể thắc mắc là thầy ơi con điện trở bao nhiêu ký, các bạn không thể thắc mắc nữa nha. Một số bạn hay có thắc mắc là thầy vô trong cái live xem hoặc là vô trong cái YouTube xem con điện trở mấy ký thầy ơi, đó mình cho các bạn thông số luôn đó, các bạn có thể tự làm. Ok, như vậy là xong cái phần này, chúng ta sẽ lấy cái lốc chúng ta sẽ thử. Ok, chúng ta lấy cái lốc chúng ta sẽ thử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái lốc chúng ta thử nha. Ok, rồi mình đem cái lốc lên đây, chúng ta đem cái lốc lên. Các bạn cứ xem like, các bạn cứ xem từ từ thôi, các bạn đừng có xem gấp nha. Mình thấy các bạn có một cái khuyết điểm rất lớn của các bạn là hay xem dán tắt, xem dán tắt các bạn không có làm được đâu. Cái thật sự gì, chúng ta học kỹ thuật, chúng ta không phải là học làm văn, các bạn có thể bỏ qua đoạn văn được, nhưng mà kỹ thuật của các bạn bỏ vào một khúc là các bạn sẽ không làm được. Đây là quy luật thôi, chả cái gì phức tạp cả, các bạn chống được quy luật thì các bạn tự việc thôi. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gắn cái lốc vô thì ở tùy theo mỗi bạn có hoàn cảnh khác nhau, thì ở đây mình có cái chạm mình gắn cái lốc vô, thì mình sẽ thử cho nhiều cái loại máy cho nên là mình cần có những cái thiết bị nó khác chút xíu, thì các bạn cũng có thể ở nhà các bạn làm được, không phải bắt chước mình ha. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ gắn vô cái chạm của cái lốc ba chân ubi đúp ha, ubi đúp. Rồi gắn vô,
Rồi, ok, khi chúng ta gắn xong thì chúng ta sẽ để ý cái lốc nha. Ok, chúng ta sẽ để cái lốc xích quang xịt. Rồi chúng ta để qua cái lốc thử nha. Chúng ta thử nha các bạn nha. Khi các bạn thử xem nó có chạy không. Ok, rồi, mở nguồn. Các bạn lắng nghe thử nha. À, đáng cố gắng nghe tại vì nó hơi nhỏ. Mở nguồn. Thử xem. Đó, bạn thấy nó dữ không? Đây nó không chạy đúng không các bạn? Nó không chạy. Ok, nếu như mà các bạn có cặp dòng thì các bạn có thể cặp dòng được ha. Chúng ta sẽ thử xem. Nhưng mà cái này rất khó phát hiện. Tại vì mình cố định làm cho mấy bạn xem thử thôi. Nhưng mà chúng ta thử đo thử xem nó có dòng không. Nó có dòng để nó không chạy không có đã nha. Ok, chúng ta sẽ cặp dòng. Rồi. Mình đo lại xem điện 300V còn không cái đã rồi chúng ta tính tiếp nha. Ok. Thế nó phải hết điện thì chúng ta mới chạy trở lại được. Nó còn điện nó còn báo lỗi. Rồi ok, chúng ta thử xem nha, mở nguồn. Bạn thấy không? Đó, nó nhảy nhảy cái em be lên, bạn thấy rõ không? Nhưng mà nó không chạy lốc. Không chạy lốc. Như vậy thì rõ ràng đây là một cái chuyện lệch pha. Nếu như nó hoàn toàn nó không chạy luôn á thì nó gọi là bảo vệ quá dòng. Nhưng mà nếu như nó chạy mà nó cúp thì chúng ta sẽ liệt nó vô gọi là bảo vệ lệch pha. Như vậy thì các bạn thấy là khi mà thợ sửa bo họ đem lại cho chúng ta một cái bo như vậy. Rồi như vậy. Thì các bạn nói dễ thì dễ đi, khó thì khó. Nhưng mà mình thấy là mình cần phải kiểm tra lại ba cái pha này kìa đã. Để trước khi mà chúng ta cần sửa chữa. Đó. Thì các bạn thấy là khi mà các bạn sửa thợ chúng ta cần nhất là cái gì? Cần nhất là cái sơ đồ. Cần nhất sơ đồ. Thì tôi nói các bạn nghe sơ đồ ở đây mình có luôn. Cho nên là các bạn không phải lo vấn đề sơ đồ. Một số bạn học á thì nói là ở đây mình có học mình có sơ đồ không? Mình nói với các bạn nha, 100% là mình có sơ đồ hết. Mình 100% có sơ đồ hết. Cho nên là các bạn không phải hỏi cái vấn đề sơ đồ với mình. Ok. Ok các bạn. Đây, chúng ta xem. Rồi, chúng ta có sơ đồ. Đây, bo đây, sơ đồ đây. Và phương pháp sửa mình có luôn. Phương pháp sửa mình có hết. Cho nên các bạn không phải lo cái vấn đề phương pháp sửa ha. Đây là sơ đồ của phần máy nén. Như vậy, cái bo này chúng ta có 6 con IGBT, 6 con IGBT. Nó sẽ được gì? Nó sẽ được lái bởi gì? Ba con lái. Mỗi con lái nó sẽ lái cho hai con IGBT. Chúng ta thấy rất rõ không? Như vậy thì nếu như các bạn nào tinh ý thì các bạn sẽ thấy là thật chất ra ba mạch này chúng ta chỉ cần dễ một mạch thôi là chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể là hiểu được hai mạch kia. Tại vì ba mạch này nó hoàn toàn giống nhau về mặt cấu trúc. Cho nên chúng ta đo tốc độ những cái bon bằng nhau là ok đúng không? Ví dụ như là các bạn sẽ xem ở trên đây chúng ta có một cái con gọi là con L. Nó hơi khó nhìn số. Để mình xem số cho bạn xem. Đây. Nó là 63 6391 đúng không các bạn? 6391. Khi mà các bạn sạch Google 6391 đây. Khi các bạn sạch Google đây 6391. Thì chúng ta sẽ xem coi những cái chân nào chân vào chân ra của nó. Đó, chúng ta sạch coi. Chân nào chân vào chân ra. Đây. Các bạn nhìn qua cái bên đây. Các bạn thấy chưa? Như vậy thì các bạn thấy là chân gì? Chân 1 là tín hiệu của một pha của một cái đường kích LN1. Các bạn, số 2, số 3 là H3. Như vậy với hai đây là hai cái đường lệnh để điều khiển coi IGBT. Còn nó ra thì nó ra sẽ chân mấy các bạn? Chân 13. Và chân gì? Chân 10. Đó, ok. Như là các bạn xem. Nếu như mà các bạn tin ý thì các bạn có thể search Google. Các bạn có thể search Google cho mình. Search Google. Mình sẽ search Google cho các bạn xem thử luôn ha. Ok. Chúng ta chờ một xíu. Ở đây mấy bạn. Đúng không? Chúng ta search Google chúng ta cũng thấy được luôn. Đó. Tùy mấy bạn thôi, mỗi bạn sẽ có phương pháp làm khác nhau. Ở đây mình không ép bạn, các bạn có thể làm theo phương pháp của mình. Nhưng mà mình cũng không nói là cái phương pháp của mình nó hay. Các bạn có thể tự dò cho mình một cái phương pháp. Như vậy thì các bạn thấy là chân lệnh của nó là chân 1 là có cái gạch ở trên, các bạn thấy không? Chân 3 là không có cái gạch. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây nè các bạn. Đây. Đúng chưa? Có gạch. Như vậy con này bình thường của nó là tác động ở mức âm. Còn con này là tác động mức dương. Hai chân ra của nó là chân 13. Đúng rồi, chân 13 và chân về số 10 các bạn sẽ đo. Các bạn nếu như các bạn mà bây giờ các bạn có thể là không hiểu được thì đơn giản thôi, các bạn đo ba con phải bằng nhau. Ba con phải bằng nhau. Nếu như một con bị lệch thì con nó bị hư. Rất đơn giản không? Nếu như mà có một cái mạch mà nó có từ N pha trở đi thì các bạn đây rất là dễ sửa. Nó không khó sửa đâu. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem. Bây giờ nếu như giả định mà các bạn không biết gì hết,
các bạn có thể sửa. Đâu, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách sửa cực kỳ đơn giản. Đầu tiên các bạn mở nguồn. À, các bạn muốn không cho nó chạy thì các bạn phải gỡ hai con điện giở ra trước đã rồi tính tiếp. Tại vì khi nó chạy thì chúng ta sẽ không đo được. Các bạn nhớ ha. Ok. Mở nguồn nhớ nha, các bạn phải gỡ ra thì các bạn đo nha. Gỡ ra. Ok. Rồi, gỡ hai con điện giở ra cho để lên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo thử nha. Chúng ta sẽ mở nguồn chúng ta đo. Ok chưa mấy bạn? Nếu như chúng ta sửa mà chúng ta không cần biết nhiều về về vấn đề lý thuyết, chúng ta không mở ra chúng ta đo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn. Đây, nhảy về chúng ta sẽ thống nhất với nhau gì các bạn? Hai cái chân đầu ra của nó. Đây chúng ta thống nhất kìa. Thống nhất. Đây chúng ta thống nhất kìa. Hai chân ra của nó là chân 13 và chân số 10. Được chưa các bạn? HVG và LVG. H là con cao, L là con thấp, thế thôi các bạn. VG là chân volt để điều khiển. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đo thử nha. Ok, chúng ta sẽ để đồng hồ qua bên. Rồi các bạn có thể coi trên đây luôn. Đây mình để qua xíu. Các bạn có thể coi mình đo luôn. Được chưa? Được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đo mát nha các bạn. Đo mát. Bây giờ mình mở điện rồi đó, mình đo mát nè. Đo mát thì các bạn sẽ lấy cái điểm RND ở trên đây, trên cái bo chúng ta sẽ có một cái điểm gọi điểm RND các bạn đo. Khi các bạn chọn điểm RND thì các bạn đo nè. Đầu tiên các bạn tới đo chân số mấy? Số 13. Số 13. Chúng ta sẽ đo đều trên 3 con. Ok nha, số 13. Đo đều trên 3 con. Có đang có điện nha, chúng ta phải cẩn thận nha. Ok. Rồi. Số 13 đo đều trên 3 con. Chúng ta phóng lớn lên xíu cho bạn xem. Rồi, chân số 13 đo mát nè. Số 13. Một chân. Còn thấy là có bao nhiêu volt? 3 volt mấy đúng không? Cái này nó hơi chói đúng không các bạn? Rồi, chân số 13. Tiếp tục nè các bạn. Chân số 13 này đo lại cho bạn xem nha. Chân số 13. Một con. Rồi tiếp tục nè, chân số 3 của con thứ hai nè. Các bạn có thể phóng cái hình lên các bạn xem nha. Để phóng cái hình lên các bạn xem, chân số 3 của con thứ hai nè. Chân số 13 con thứ hai. Các bạn thấy có một bức vô nào. Chân số 13 của con thứ ba nè. Rồi chưa? Như vậy thì các bạn thấy là hai con này thì vô nó đúng, chỉ có cái con ngoài bìa là cái con sai. Mình không biết tại sao thở nó lại thay rồi nhưng mà lại sai, không hiểu. Nó sai các bạn thấy không? Rồi. Rồi, chúng ta còn một cái chân nào nữa các bạn? Chân số 13 rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ chân số 10 thử xem. Chân số 10 thì khiến con dưới. Chân số 10. Chân số 10. Đây chân số 10. 7 nè. 8 9 10 nè. Chân số 10 0042. Rồi. Chân số 10 tiếp tục nè. Được chưa? Đúng không? Chân số 10 tiếp tục nè. Ok chưa? Như vậy thì các bạn thấy là có một con ngoài đây nó bị sai nè. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ thay con này. Đó, thay con này. Rồi, như vậy chúng ta sẽ chờ xả điện để chúng ta thay. Ok. Đúng chưa? Trước khi mà các bạn thay á thì các bạn phải đo nội trở. Đo nội trở. Nội trở có nghĩa là gì? Các bạn đo xem cái đường mạch ngay chỗ đó có bị chạm không, mà tại sao mà nó lại bị sai là các bạn phải đo. Chứ một số bạn khi mà cái con ví dụ như con IGBT hay con gì đó nó bị chạm thì khi đó thì các bạn đo cái bạn gắn cái con mới vô thì nó sẽ chết. Cái quan trọng nhất là gắn con mới vô mà nó chết cái con mới, cái này mới là quan trọng. Tại vì cái chỗ đó nó đang hư mà bạn không coi, bạn gắn vô thế là nó chết. Như vậy rõ ràng là bạn gì, bạn vô tình bạn quýnh chết nó. Ok chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ đo thử xem nội trở nó bằng nhau hay không. Các bạn xem nội trở của ba chân của con 13 phải bằng nhau. Ok. Thì chúng ta để thang ôm thôi các bạn, để thang ôm bạn đo. Đây chân số 13 của con này. 1.18. Được chưa? 1.18, 1.19 nó sẽ theo thời gian nó sẽ xả dần tụ. Ok. Rồi chúng ta đo con này xem.
nó cũng khoảng cỡ đó. Như vậy là ok đúng không các bạn? Ok chưa? Thì các bạn tới thay. Còn nếu như mà bạn mà đo mà nó có vài trăm ohm nữa thì bạn thay cái con khác nhiều nó sẽ chết tiếp. Đó là quy luật ha. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ thay nó ha. Vấn đề thay cái con IC này thì các bạn sẽ hỏi mình là có cần phải dùng mỏ hàng khò hay là cái gì không để chúng ta thay nó. Các bạn nghe, để thay cái con này chúng ta không có cần những cái đao to búa lớn làm gì cả. Chúng ta chỉ việc chép cái mỏ hàng vô, chúng ta nhắc nó lên là xong. Ok, thì cái này nói chung là thợ cũng đã sửa qua rồi, cho nên cái vấn đề mà chúng ta thay là thì nó không khó, cho nên không phải lo chuyện đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra thử nha. Ok, đây chúng ta chỉ làm cái gì đây các bạn? Cái thao tác của chúng ta là chúng ta chép chị. Để trước tiên là các bạn phải cho cái dựa thông nó bóng cái mỏ hàng của nó, đúng không? Mỏ hàng này đây mình có bán, cái mỏ hàng của mình nó có chức năng lấy chì, cho nên các bạn chút nữa các bạn xem nha. Rồi chúng ta lấy con IC này lên, chúng ta chỉ cần vuốt nhẹ chì, vuốt nhẹ chì. Rồi khi mà các bạn vuốt chì cho nó chì nó dính thì nhiều kim lên đã. Rồi xong rồi các bạn chỉ cần lấy cái que nhọn này, đó. Thấy không? Các bạn que nhọn này, các bạn xem mình lấy lên nè. Nó cực kỳ đơn giản các bạn. Nó cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ việc nhấc nhẹ lên là xong. Nhớ nha, nó phải nóng nha, nó mà nguội rồi các bạn lấy lên nó sẽ bốc chốc các bạn. Đó. Thế là xong rồi các bạn. Ok chưa? Thì mình nghe điện thoại cái nha các bạn. Được chưa các bạn? Như vậy thì khi mà các bạn lấy nó ra rồi thì các bạn phải vuốt chì cho nó sạch sẽ đã. Rồi chúng ta mới hàng con xe khác vô. Ở những cái bạn nào mà muốn những cái con lái này mà cũng mua mới thì mình đây cũng có luôn. Có hết á. Cho nên là các bạn cứ việc mà inbox cho mình ha. Inbox qua số Zalo cũng được ha. Hay là điện thoại cũng được ha. Rồi, ok. Vậy chúng ta sẽ làm cho nó sạch sẽ những cái chân này cả. Cái thợ trước họ làm nó hơi nhem chút xíu. Rồi, chúng ta cố gắng đi, chúng ta cố gắng đi. Chút xíu xong thôi mà. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ chà rửa sạch sẽ trước đã ha. Chúng ta chà rửa sạch sẽ, nhớ là cái chỗ nào mà nó bị bong chóc hay gì đó thì chúng ta phải cẩn thận nha. Tại vì thợ họ làm qua thì nói chung là cái mạch nó cũng hơi xấu chút xíu. Không sao cả. Đó, các bạn cứ chà rửa từ từ không phải gấp nha. Đó. Thì cái một số bạn cũng hay vô cái Zalo của mình các bạn hỏi là hoặc là gì gọi điện thoại cho mình hỏi là cái chất mà anh rửa cái mặt là cái chất gì, đúng không? Cứ có mẹ thì đâu mà. Cái này chỉ là cái xăng thôi các bạn. Các bạn mua xăng á. Các bạn chạy đến cái chỗ bán xăng, các bạn mua mua xăng các bạn để dành. Đó. Thì khi nào mà các bạn sửa thì các bạn nha, lấy ra các bạn chà rửa. Cái đặc tính của cái xăng và cái nước rửa mặt đó là nó khác nha. Nếu như các bạn rửa bằng cái nước rửa mặt á thì cái chỗ mà bạn sửa đó bạn rửa thì người ta biết. Còn nếu như mà nè các bạn xem nha, nếu như mà chút nữa tôi chà rửa những cái mặt này lại đó, bạn thấy không, nó như vậy thì nó sẽ tươi cái mặt lên này, bạn thấy không, nó tươi mặt lên này. Đó, nó tươi mặt lên, cho nên là cái người mà họ nhận cái mặt họ không biết mình sửa. Thế thôi, đơn giản không? Rất đơn giản. Rồi đây là cái con hư nè đó, chúng ta để đây cho bạn xem nha. Rồi mình sẽ lấy cái con khác mình sẽ thay cho nó. Khi mà các bạn mua những cái con linh kiện các bạn có ham rẻ nha. Đó, mình lưu ý bạn có một số bạn ham rẻ, các bạn mua số con IC về các bạn gắn vô nó không chạy rồi các bạn lúc đó các bạn than. Ok ha. Đó, các bạn than thì các bạn nói là thầy tại sao gắn thì nó không chạy. Mình thấy đó, một số bạn cũng mua linh kiện một số nơi các bạn mua những cái con mới tinh 100% các bạn gắn cho nó không chạy. Nhưng mà các bạn nên nhớ những cái con mà các bạn gỡ trong mạch ra đó, con đó mới tốt, những con đó nó chạy qua điện rồi, dù sao nó cũng chạy qua điện rồi, nên là cái chất lượng nó vẫn ok hơn. Có một số bạn hỏi mình những cái câu rất là lạ, tại sao mà mình mua con mới gắn không chạy mà lấy cái con cũ mình có bo sát gắn mà nó chạy, thì các bạn nên nhớ là cái bo mà cái đó đang chạy là cái con nó đang sống ok mà. Rồi các bạn gắn vô, các bạn thấy mình gỡ ra, mình gắn vô cũng rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết á. Đó, các bạn cứ để cho ngay vô đi đã, đúng chưa? Rồi các bạn giữ chừng nó chút xíu đó. Trước tiên nói ngay thì các bạn giữ chừng xong rồi các bạn lấy cái gì, cái mô hàng các bạn hàng một bạn vuốt một bên chân trước đó, bạn thấy không? Rồi các bạn vuốt cái bên chân thứ hai đó. Mình làm không có ảo thật đâu nha, mình làm cho các bạn xem nên không có ảo được đó. Mình làm xong rồi mình còn thử lại đó, mình thử là cho nó chạy, cho nên các bạn không có phải mình sợ nói là ảo được đâu ha. Đó, cái hiện tượng của cái bo này là lóc không chạy, đúng không? Thí dụ nha, thí dụ các bạn sẽ nói là anh là hàng dính một đống chì vậy nè. Thí dụ như anh làm sao anh lấy được, đúng không? Anh sao anh lấy được? Thì cái này lấy chì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần nè, các bạn lấy cái mỏ hàng các bạn để cái chì này, cái mỏ hàng cái chức năng vuốt chì, các bạn thấy nó vuốt ra nè. Đó, thấy không? Nó vuốt ra thấy không bạn? Thấy không? Rất dễ đúng không? Rất là dễ. Cho nên là cái mỏ hàng á, các bạn mua cái mỏ hàng cũng quan trọng lắm.
cái mẫu hàng nó lấy được chì không, chứ cái mẫu hàng, một số mẫu hàng mà các bạn mua mình thấy nó không lấy được chì, các bạn lấy hồi nữa là nó hư luôn cả cái chân luôn, đó là rất là quan đúng không? Rồi ok, giờ chúng ta đã hàng xong thì chúng ta cần phải kiểm tra lại đó. Cái chân này là do thợ hàng trước nó là bị chốc nè, nên là chúng ta khó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại lần cuối cùng chứ, xem là những cái chân nó ăn không. Đây là kiểm tra để cho các bạn xem cái độ chính xác thôi, chứ thật chất là mình đã biết nó ăn rồi đó. Mình kiểm tra để cho các bạn xem nha. Đây, một chân, hai chân, ba chân, bốn chân, đó là bốn chân, năm chân, sáu chân, bảy chân, bên đây nè, bên này tới bên đây nè, một chân, hai chân, ba chân, bốn chân, năm chân. Đây các bạn xem ăn kìa, năm chân đúng chưa? Đây, sáu chân, bảy chân là chân cuối cùng đó, ok chưa? Rồi như vậy các bạn xong hàng xong, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện thử xem những cái vôn nó đúng chưa ha. Và chúng ta sẽ cắm điện và thử vôn để xem ở chân 11 và 13 nha các bạn nha, 11 và 13 sorry ở chân máy đó các bạn. Đây mình mở lại xem, mình mở lại xem nha. Đây mình mở lại xem chân 11 và chân 10 ha, chân 11 và chân 10, chân 11 sorry chân 13 và chân 10 ha. Ok, về mới nãy chúng ta đo chân 13, chân 10, bây giờ chúng ta cũng đo lại chân 13 và chân 10 luôn ha. Mở nguồn. Ok. Chúng đo 13 và 10 nha các bạn. Đây, chọt mát này. Chọt mát. Rồi chúng ta sẽ mở thằng vòn, ok. Rồi 13 và 10 nha các bạn. Đây, 13. Xem lại nha, 13. Ok chưa? Là chân 10, chân. Rồi chân 13 này giống nè. Về nó bằng chân 13 bên đây nè các bạn thấy không? Rồi nó bằng chân 13 bên đây nè. Hồi nãy giờ 13 của nó bị tụt vô đúng không? Rồi chân 10 nè, chân 10 nè. Chân 10 đúng nè, chân 10 không nè. Chân 10 cũng không nè. Chân 10 nữa nè. 8 nè, 9 nè, 10 nè, không nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem, chúng ta sẽ gắn vô lốc xem nó chạy không. Giờ trước khi mà bạn muốn cho nó chạy lốc thì bạn phải gắn cho nó hai con điện trở của phần cảm biến trước đã ha. Rồi chúng ta sẽ gắn vô. Mình hướng dẫn là rất là cẩn tâm và từ từ chứ. Chúng ta nhận một cái bo chúng ta sửa cho khách đàng hoàng cho các bạn xem, chứ chúng ta không phải là mang chất cầm cái bo ra nói tới nó lui nó thiên nó địa, cuối cùng cái quan trọng là biết sửa không. Mình đơn giản với bạn thôi, thì khi mà cái bo người ta đem tới các bạn biết sửa không, chứ chúng ta không có phải vô học nói dốc nói láo ta lấy tiền ta rồi xong không cho người ta cái nghề nói dốc nói láo biết quen rồi cái không, cho nên chúng ta học cái bo. Còn cái việc mà dò mặt thì bản thân học viên tự dò được, chứ không phải nhất thiết phải tôi đem cái bo ra dò cho mấy bạn xem nó dốc thì bao nhiêu phải thôi. Cái quan trọng là các bạn sửa được cái mạch hay không, sửa cái mạch cho người ta hay không, cái đó mới quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, tại vì khi mà các bạn dạy người ta sửa bo mạch là các bạn phải biết là người biết sửa bo mạch đã, để các bạn hãy dạy. Còn các bạn không biết sửa bo mạch thì các bạn dạy ai? Rồi đó, đây quy luật của mình rất là rõ ràng, quan điểm rất rõ ràng. Rồi chúng ta gắn vô, bây giờ chúng ta sẽ thử xem lốc chạy không nha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ kẹp cái em bé kèm vô. Nãy cái em bé kèm mình để đâu rồi mình cũng không nhớ mình để đâu nữa. Đây. Ok, đây em bé kèm nó để vô. Lốc chạy không các bạn cũng đây có nghe biết mà đúng không? Rồi chúng ta để đây con hư đi nha. Rồi ok, đây cái lọc này. Rồi các bạn thử xem nha, thử xem mở nguồn rồi thử xem chạy không đã ha. Đó các bạn thấy không, nếu như các bạn làm đúng thì nó sẽ chạy thôi. Đây được chứ? Đó, đây là một cái mỏ bo mà người ta đem đến cho chúng ta, nó không chạy chúng ta phải làm cho nó chạy chúng ta mới lấy được cái tiền. Cái thứ hai là chúng ta sẽ thử xem cái motor cái quạt có chạy không, đúng không ai ha. Ok, vậy chúng ta sẽ thử cách nào như hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn rồi đó. À, giờ mới nãy mình hướng dẫn các bạn cái sơ đồ mặt ha. Ok, đây mình hướng dẫn các bạn luôn là cái cách mà các bạn thử cái đèn ha, đèn. Ok, như vậy thì các bạn thấy là cái máy của chúng ta thì bao gồm có một cái đèn. Đây chúng ta sẽ mở lại cái điện thoại cho bạn xem ha. Ok, đây chúng ta sẽ mở lại cái điện thoại, mở lại cho bạn xem. Ngày nào cũng biết bao nhiêu người các bạn mà mệt ghê á. Rồi chúng ta sẽ mở lại cái sơ đồ cho bạn xem cái đã, chờ bạn xíu nha.
mã cái sơ đồ. Chờ mình xíu, mình mở cái sơ đồ này cho mấy bạn xem. Đây, cho mình mở sơ đồ xem. Như vậy thì việc cái ba cái con cảm biến, ba con hai con cảm biến, hai con cảm biến là 1, 2, 3, 4, chuyên số 5, 6 là kiểu của cái công tắc cửa ha. Như vậy mình sẽ đánh dấu cái 5, 6 cho bạn. Mình sẽ đánh dấu cái 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6 đây. Đây là chân 5, 6 đúng không? Đây các bạn, mình đánh dấu cái chân 5, 6. 5, 6 này là của cái cửa nha các bạn, của cái cửa. Rồi tiếp tục là 7, 8 là cái đèn led tủ ha. Như vậy thì các bạn xem coi đèn led tủ, rồi chúng ta xem coi là trong trường hợp này chúng ta mở điện xem là nó có điện chưa các bạn ha. Như vậy thì nếu như các bạn mà muốn thì các bạn sẽ dùng một cái gì đó, chúng ta sẽ nối ngang qua đúng không? Ok ha. Chúng ta dùng cái tủ vít chúng ta nối ngang qua cũng được nè. Đó, để chúng ta xem coi là nó có không, nó có cái ấy không các bạn ha. Nó có lên điện không? Ở chân 56. Khi mà các bạn sửa thì các bạn có thể làm cho mình một cái đồ nghề đổi hỗ trợ ha. Nhưng mà cái trong cái video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn xem cái đơn giản nhất thôi để cho các bạn hiểu được cái vấn đề ha. Mình để đây nha. Ok. Rồi các bạn xem nè. Đây là cái von nha. Như vậy bình thường khi mà các bạn mở tủ lên thì nó có von chưa? Nó có von ở cái đèn chưa? Chúng ta mở máy thử xem nha. Ok. Trong trường hợp này cái đèn nó có không các bạn nha. Rồi chúng ta thử xem. Rồi trong trường hợp này có điện không nha, cái đèn led này các bạn, cái đèn led đây, là hai dưỡng của đèn led. Đây là điện áp đây, chúng ta coi khi mà chúng ta đóng cái điện, đóng cái cửa lại đây, cái cửa chúng ta nói tắt cái điện. Khi mà các bạn làm thì các bạn có công cụ hỗ trợ ha. Ở đây thì mình chỉ làm cho các bạn xem thôi. Đây là các bạn thấy không, nó lên von nè. Khi các bạn nói là nó lên von nè, các bạn nhả ra nè, nhả ra nó tụt von nè, thấy không? Như cái đó điều khiển cái đèn led đó các bạn, nó điều khiển bóng led phát sáng đó. Rồi ok, tới cây quạt nè, cây quạt là hai chân kế nữa đúng không, hai chân kế nữa. Rồi ok, hai chân kế nữa. Đây là cây quạt, thì các bạn cũng có thể thử cây quạt, bạn mua cây quạt bạn thử cũng được. Nếu như bạn không có quạt thì bạn thử sơ bộ trước cũng được. Ok chưa? Đây, chúng ta nói tắt không còn tắt cửa này nè. Bạn thấy không? Đó, nó đóng quạt nè. Đó, nó ngắt quạt nè, đúng không? Đó, quạt chạy nè. Đó, thấy chưa? Như vậy là các bạn hiểu được cái phương pháp thử không? Nói chung là khi mà các bạn làm, mỗi bạn sẽ có một phương pháp khác nhau, không ai giống ai cả. Nhưng mà đây chỉ là phương pháp test, một cách thông dụng nhất để cho những cái bạn nào mà mới bước vô nghề test. Thì đa số mình làm những cái video clip là để cho những bạn mà mới bước chân vô nghề, để các bạn có thể là sửa được cái bo cho mình, rồi xong rồi sửa bo cho khách hàng, hoặc là sửa bo cho thợ sửa bo. Nói chung học ở đây mình là cung cấp cho các bạn tất cả những cái sơ đồ, những cái đường mạch chúng ta đều có hết cả, chứ không thiếu cái gì cả ha. Như vậy là chúng ta sửa xong cái bo này rồi đó các bạn. Như vậy các bạn có thể là thu tiền đó. Cái ban này các bạn có thể thu khách hàng 150.000 là chuyện bình thường, không có gì phức tạp cả. Ok ha. Rồi như vậy thì qua cái video này mình mong rằng mình chia sẻ cho anh em thợ, những cái bạn mà mới bước chân chập chững vô nghề, các bạn có thể coi và bạn có thể học hỏi và các bạn thể tự sửa bo cho mình ha. Rồi chúc các bạn thành công và có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Còn nếu như các bạn gặp những cái bo mạch nào khó khăn gì đó, các bạn có thể là có thể inbox, các bạn có thể bình luận. Mình thấy các bạn xem video các bạn rất ít bình luận. Khi mà các bạn bình luận á nhiều á thì mình mới hiểu trong cái kênh mình có một cái bạn đó họ xem rất nhiều. Thì ví dụ như sau này các bạn có lỡ mà có hơn gặp có bệnh nào đó, các bạn hỏi mình thì nói là thầy ơi, em có trong cái video của thầy em có bình luận tên đó thì mình còn biết là mình có xem, các bạn có xem video của mình. Còn cái các bạn cứ nói là các bạn hay xem video của mình mà mình hỏi các bạn tên gì trong cái kênh thì các bạn không thấy các bạn xuất hiện trong cái kênh thì các bạn không có xem video của mình, ví dụ như vậy đúng không? Rồi các bạn xem, các bạn nhớ để là một cái like, một bình luận. Bạn nào xem cảm thấy hay thì có thể chia sẻ cho bạn bè cùng xem, rồi để trong kênh video của mình ngày càng phát triển. Còn những các bạn nào có học nghề thì có thể liên hệ với mình ha. Rồi chúc bạn thành công, có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Rồi.